Xin chào tất cả quý vị và xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Thiên Hạ Audio à, Thiên Hạ Audio là đại lý chính hãng của à, nhãn hiệu tai nghe Bauer Winkin à, Bán hàng chính hãng của nhà phân phối song tấn tại Việt Nam à, Các sản phẩm của Bauer Winkin thì sẽ được bảo hành 2 năm Ở đây thì chúng ta sẽ có một số các sản phẩm à, tai nghe từ tai nghe in-ear cho tới tai nghe over-ear và hôm nay thì quý vị sẽ cùng với Hải Sơn chúng ta sẽ cùng mở hộp hai chiếc tai nghe của Bowen Winkin đó là tai nghe PX7 S2 và tai nghe PX8 và cùng tìm hiểu về một số thông tin cơ bản của sản phẩm. Chúng ta sẽ bắt đầu với mẫu tai nghe PX7 S2E. Ở đây chữ E có nghĩa là sự cải tiến. Nó sẽ cho chất lượng âm thanh tốt hơn so với phiên bản PX7 S2 và sẽ tiến lại gần chất lượng âm thanh của chiếc tai nghe PX8. Chúng ta sẽ mở hộp ra, hộp được đóng gói trông rất là đẹp có một cái ví bảo quản. Rồi, chúng ta có phiên bản màu đen, đồng thời là chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 phiên bản màu sắc khác nhau để cho quý vị và các bạn có thể chọn lựa. Đây là một chiếc tai nghe không dây, ở bên trong này đã có tích hợp pin lên tới thời gian chơi nhạc liên tục là 30 giờ trong một lần sạc đầy. Và tai nghe này thì hỗ trợ các cái công nghệ truyền dẫn Bluetooth mới chuẩn 5.3, chúng ta có thể streaming nhạc thông qua cái codec là SBC à, này, AAC này, aptX này, aptX HD này, à, hỗ trợ từ Android cho tới iOS. Ở đây thì họ đã trang bị cho cái à, chiếc tai nghe này 4 micro để dùng cho cái tính năng chống ồn chủ động và hai micro dành cho phần đàm thoại nên là chất lượng âm thanh và kể cả đàm thoại đều rất là tốt. À, tính năng chống ồn chủ động thì chúng ta có thể bật thêm một cái uh, tùy chọn nữa là uh, ambient, tức là chúng ta có thể nghe được cả âm thanh bên ngoài. Uh, vừa nghe nhạc, vừa nghe âm thanh bên ngoài hoặc là chúng ta có thể uh, chặn cái âm thanh bên ngoài để có được một cái trải nghiệm âm thanh hoàn toàn yên tĩnh kể cả khi chúng ta ở những nơi nó rất là ồn ào. Chiếc tai nghe này được trang bị màng loa 40mm được uh, đặt để custom riêng dành cho thương hiệu Baon Winkin đem đến một cái chất âm thanh cực kỳ tốt cảm quan ban đầu thì chiếc tai nghe này có mức độ hoàn thiện cao với cái phần mút này là memory foam rất là mềm rất là êm luôn cái phần bọc da này sờ rất là mướt tay cái phần hết ben này đấy, cũng là được bọc hiệu ứng da sờ rất là mượt chúng ta thể điều chỉnh được cái uh, cái kích thước của cái phần hết bên này để cho phù hợp với các cái cỡ đầu ở đây thì có ghi chữ left right này để chúng ta có thể biết được bên trái bên phải và ở đây thì sẽ có những cái nút bấm này để chúng ta có thể điều chỉnh Điều chỉnh được to nhỏ, chuyển bài hoặc là tắt bật chế độ Bluetooth Ở đây thì chúng ta sẽ sạc qua thông qua đường taxi si. Và giá của sản phẩm uh, tai nghe này là 9 triệu 990 ngàn đồng Tiếp đến chúng ta sẽ có tai nghe PX8 sản phẩm cao cấp hơn PX8 cũng có 4 phiên bản màu sắc để chúng ta lựa chọn Ở trên hình là phiên bản màu chen là kem Wow, cực kỳ đẹp và sang trọng, chất lượng hoàn thiện cực tốt, cái phần da vẫn rất là mềm, đây là phần tim loại này, phần đầu này cũng được bọc da mềm và phần mút này là phần mút cũng rất là êm và mềm, đấy để tạo cái trải nghiệm đeo lâu mà không bị đau tai, không nhức tai, có ghi led right này, rồi các cái vị trí uh, nút bấm này cũng giống như là px 7 s 2 đây chúng ta có cái nút bấm ở, ở hai bên ở đây có cái đường tai xi. Si. À, đây là một chiếc tai nghe không dây có cái thời gian chơi nhạc cũng lên tới là 30 tiếng cho một lần sạc đầy. Và được à, tích hợp những công nghệ mới nhất trong truyền tải Bluetooth như là Bluetooth 5.2 và chúng ta có thể truyền dẫn thông qua các cái codec như là SBC này, AAC này, aptX này, aptX HD hay là aptX Adaptive. Ngoài ra ở đây thì sẽ có những cái điều đặc biệt, ví dụ như chúng ta có công nghệ à, chống ồn chủ động. Và cái công nghệ này thì nó đã sử dụng 4 cái micro để thu cái tiếng ồn xung quanh và triệt tiêu nó. Và hai micro thì dành cho việc đàm thoại. Và chúng ta có thể cài cái app baoen winkin để có thể truy xuất vào việc tắt bật những cái tính năng này. Đồng thời là còn có cái tính năng như kiểu gọi là tính năng xuyên âm, chúng ta có thể nghe được cả tiếng bên ngoài lẫn nghe được cả tiếng nhạc để có được cái một cái trải nghiệm âm thanh tốt. À, còn cái phiên bản này thì họ đã nâng cấp cái chất lượng driver tai nghe lên một cái tầm cao mới khi trang bị cho cái tai nghe này màng loa thì có đường kính là 40mm nhưng dùng vật liệu nón màng loa là carbon thì đây là một cái công nghệ rất là cao khiến cho chúng ta có thể có được một cái tai nghe với chất lượng âm thanh trung thực hơn rất là nhiều đem lại cái chất lượng âm thanh đúng như là nghệ sĩ muốn chúng ta nghe phiên bản màu này rất là đẹp được hoàn thiện cực kỳ tốt thương hiệu bao oen winkin là thương hiệu của anh quốc này được thành lập từ những năm 1966 và mẫu tai nghe này thì có mức giá là 15 triệu 990 ngàn. Quý vị hãy tới Thiên Hạ Audio để có thể trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm tai nghe headphone chính hãng đến từ thương hiệu Bauer Winkin. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.